Có ai thấy livestream chưa nhỉ? Hello mọi người. Xin chào cả nhà. Chào bác Tuấn Dũng nha, xin chào mọi người nha. Hello cả nhà. Xin chào 500 anh em đang xem livestream nha. Đấy, thấy livestream chưa nhỉ? Đấy, thấy mình trên livestream chưa nhỉ? Anh em thấy xuất hiện Lê Kim Thành trên livestream thì lên nhá, lên chào nhau nhá. Xin chào bác Tuấn Dũng nha, chào tất cả mọi người nha. Hello, 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 hello. Xin chào mọi người đang xem live. Rồi, xin chào Lâm Hiểu Huy. Mọi người lên chúng ta chào nhau nha. Xin chào Lâm Hiểu Huy. Chào Tuấn Dũng. Chào tất cả mọi người đang xem live. Xin mời mọi người lên xem live để hôm nay mình sẽ cho mọi người lên ngắm hoa. Ngắm hoa lệ rơi. Ok mọi người, hôm nay thì vườn rất là nhiều hoa nở. Nhưng mà mọi người lên đi, mình sẽ review cho mọi người nha. Anh em lên chào nhau này. Chào Giang Nguyễn nha, chào tất cả mọi người đang xem live. Đấy, cho mọi người ngắm xem là trong vườn hôm nay có cái gì mà lại sung túc như vậy. Mọi người lên nhiều nhiều nha, mọi người lên nhiều nhiều đi nào. Xin chào Quang Trung Đinh. Mọi người lên chúng ta chào nhau, giao lưu nhau nha. Hello mọi người nha. Chào 500 anh em. Anh Phúc nào nhỉ? À rồi, em biết rồi. Anh ghé chưa? Anh chuẩn bị anh ghé khoảng bao lâu anh tới đây nhỉ? Khoảng tiếng luôn kìa. Và ok anh cứ ghé anh alo cho em nhá. Em đang livestream, em đang lên livestream. Dạ. Ok, dạ. Rồi, xin chào Vũ Chiến, chào Trần Long, chào bạn yêu Huệ Nguyễn nha. Chào bạn yêu Huệ Nguyễn. Khỏe không bạn Huệ ơi? Chào tất cả mọi người đang xem live nha. Xin chào Nguyễn Ngọc Dũng, chào tất cả mọi người đang xem live. Hôm nay mọi người lên, mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số cái tác phẩm và cho mọi người ngắm một vườn hoa bạch tuyết bảo duy nở luôn. Lên chào nhau nào. Ok, xin chào Huệ Nguyễn nha. Ơi, nói về tác phẩm thì hết nấc luôn. Nhưng mà hôm nay điều đặc biệt là cho mọi người ngắm hoa bạch tuyết bảo duy nở nhiều lắm. Đảm bảo luôn, phun vườn luôn. Đấy, năm nay thì không có gì để bán luôn. Đói, nhăn răng. Đấy. Năm nay không có gì để bán, đói nhăn răng. Ok. Đây cho mọi người ngắm một dàn hoa này. Đây nha, một dàn hoa nha. Đây bây giờ sẽ quay cho mọi người vào quay luôn, không có nhấp nhứ gì hết. Ok. Bây giờ mình sẽ đi từng tác phẩm một nha. Bây giờ là tác phẩm thứ nhất. Hôm nay có 8 tác phẩm nở. Thì hôm nay đây là tác phẩm thứ nhất. Một chùm này là chùm bạch tuyết này gồm 4 mét. Cây bạch tuyết này gồm 4 mét. Là rất là nhiều mầm gốc, rất là nhiều thân. Nhưng mà đặc biệt là mình đã cho nó nở đúng dịp Tết luôn. Đấy, cho nó nở đúng dịp Tết. Và đây là chậu thứ nhất. Đây là chậu thứ nhất cho mọi người nha. Ok, cho mọi người ngắm chậu thứ nhất. Kế bên là chậu thứ hai nha mọi người nha. Đây là chậu thứ nhất, 5 cánh trắng bạch tuyết. Mọi người xem và thả tim bình luận nha. Thả tim bình luận. Hôm nay mình sẽ hào phóng luôn. Hôm nay mình sẽ hào phóng, mình cho mọi người ngắm 18 giò hoa bạch tuyết nhà mình nở siêu phê khổng lồ. Em chào anh Xanh chậu hoa lan nhá. Chào Nguyễn Ngọc Dũng. Hello mọi người nhá. Đây mọi người này. Quay vòng vòng cho mọi người xem này. Quay vòng vòng này. Đấy, như vậy là đủ độ phê chưa? Còn nhiều nữa nhá. Lên đi. Lên đi cả nhà ơi, chấm like thả tim đi. Chấm like thả tim đi. Lên cái thầy sẽ cho mọi người xem các cái chậu hoa bạch tuyết đẳng cấp ngày hôm nay nhá.
Dạ em chào anh Chậu Hoa Lan, chào anh Xanh Chậu Hoa Lan. Đây là chậu bạch tuyết số 1. Mình sẽ review chậu bạch tuyết số 1 cho mọi người thấy. Đây mọi người thấy tác phẩm chưa? Tác phẩm bạch tuyết số 1. Mọi người nhìn thấy xa xa là thấy một đống bạch tuyết chưa? Đấy, thấy không? Bạch tuyết đẹp như mày ngài. À, đây. Ok chưa? Bung chưa? Bung chưa? Cái này là đủ chơi Tết chưa? Ok, đây là chậu thứ nhất nha. Chậu thứ nhất, mọi người nhìn thấy xa xa chưa? Nguyên một đống chưa? Rồi, đây là chậu thứ nhất 4m. Chậu thứ nhất 4m. Ok anh, gửi vị trí Zalo cho em đây nào. Anh kết Zalo 09211. Ok, xin chào Mạnh Tuyết Nguyễn, bông đáng chơi. Đây, mọi người nha. Đây là chậu thứ nhất 4m nhà mình. Đây là chậu thứ hai 3m8. Đây là chậu thứ hai 3m8. Và mọi người thấy không ạ? Quá trời mầm gốc luôn. Ngọn luôn. Đây, bao phê luôn. Đây là chậu thứ hai, bông nào bông đấy rất là to. Khá là đẹp luôn. Đây, chậu này 4m, chậu này gần 5m, chậu này gần 5m. Ngọn vẫn đang phi luôn mọi người. Ngọn kỳ mầm gốc các kiểu luôn. Đây chậu này nhá. Ok, chậu này đây, chậu này đây, chậu này đây mọi người nhìn này. Cho mọi người coi cái mắt mũi của nó này. Đấy. Ok chưa? Đây là chậu còn khá là nhiều nụ. Đấy. Chậu này là gần 4m. Chậu này là gần 5m. Tiếp tục. Chậu này thì bông rất là đẹp luôn. Chậu này thì hơn 1m thôi nhưng mà nụ này bao phê luôn. Đấy mọi người thấy không ạ? Các bông của nó này. Có khác mẹ gì Long Khánh đâu này. Anh em thấy chưa? Thấy cái mắt của nó phê không? Khá là phê nhá mọi người nhá. Anh em xem thì thả cho một like một tim bình luận nhá. Anh em xem thấy phê phê thì thả cho một like một tim nào. Một like một tim nào hay thì chia sẻ nhá. Anh em thấy phê phê thì chia sẻ nhá. Còn không thì thôi nhá. Ok mọi người nhá. Đấy. Cả nhà thấy đảo ạ. Nhìn giống Long Khánh chưa? Dạo này thì lan lậu thì không có bán chắc gì cả. Nhưng mà có hoa là ngắm thôi. Hello mọi người nhá. Đây là chậu thứ hai. Đây chậu thứ hai. Đấy. Anh em mua bạch tuyết mà bảo mua bạch tuyết mà đến lúc ngắm hoa thì gửi lại vườn thì chết. Đấy các bố mua bạch tuyết giá rẻ đất thèm lấy. Giá rẻ không thèm lấy đi gửi tại vườn cho chủ vườn ngắm hoa thì thua mấy ngày luôn. Đây. Đấy anh em này. Anh em nhìn thấy cái bộ mắt bạch tuyết. Đây là chậu thứ hai nhá, chậu thứ hai này. Chậu này hình như của Minh Chiến thì phải này. Chậu này có phải của em không Hoàng Minh Chiến ơi? Hoàng Minh Chiến ơi, chậu này có phải của em không nhỉ? Chậu này hình như là của Hoàng Minh Chiến thì phải. Phải không Chiến ơi? Long Khánh. Long Khánh. 5 cái trắng Long Khánh nha mọi người. Gần giống Long Khánh không? Đấy. Này là Long Thành nha mọi người nha. 5 cái trắng Long Thành nha. Quá đẹp luôn. Năm cái trắng Long Thành nha mọi người nha. Wow. Quá phê. Bông này đẹp quá mọi người. Quá phê luôn. Đẹp. Đây. Đây chậu thứ ba này. Chậu này thì chùm hoa nhiều hơn này. Chậu này thì chùm hoa nó khá là nhiều này. Bông nào bông đấy rất là phê này. Wow. Má hú luôn.
Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Giống lắm anh trai. Đó. Em xem cây này có phải cây của em không? Em xem cây này có phải cây của em không? Xin chào Trọng Đại nha. Đây. Năm cây trắng Long Thành. À. Những ông mua lan xong gửi là mấy ông đam mê tiền chứ không phải đam mê lan. Đâu. Chưa có vườn. Gửi là do chưa biết chăm. Tí ghi hộ em cái tên vào anh nha. Ok, phải không? Phải mới ghi nhá. Năm cây trắng Long Khánh nha. Phải mới ghi nhá. Quá phê luôn em ạ. Quá đã luôn. Trời ơi, cái bộ mắt của nó này. À, 40 năm trong đời rồi. Đấy. Anh em tiếc gì một lượt chia sẻ nha. Anh em tiếc gì một lượt chia sẻ cho Lê Kim Thành nha. Chia sẻ mạnh mẽ lên để ngắm bộ mắt của nó nè. Ui giời ơi. Đấy, anh em chụp hình vẫn kịp nha. Anh em chụp hình vẫn kịp nha. Ba bông, ui, bông này đẹp nè. Wow. Đúng em ơi, đúng không? Trời ơi, em quá là may mắn luôn. Hoàng Minh Chiến quá là may mắn luôn. Quá VIP luôn. Chào Nguyễn Văn Trung nha. Xin chào tất cả các bác. Hôm nay, ui dồi ôi, cái cánh này nó căng. Quá phê, quá đã luôn. Rung rinh rồi. Bạch tuyết nó phải như thế này này. Đấy. Ba bông này khá là đẹp. Ba bông này bông nào cũng đẹp. Mẹ. Quá đã luôn. Đẹp nhức nách luôn. Nha. Chơi nó phải chơi như thế này này. Đấy. Như thế này chả lẽ bán cũng được triệu. Đúng không? Anh em cứ chơi như thế này thôi. Bán cứ có hoa có bông bán vài triệu là cũng được rồi. Mẹ cần máu gì, cần đất gì là phải tỷ này tỷ kia, đúng không ạ? Anh em cứ phải đu theo đám đông hảo huyền làm gì, đúng không ạ? Đi theo tiếng gọi của trái tim đi. Quá đẹp, quá phê luôn. Thấy phê là phải nhức nách. Đây, bông này cũng đẹp này. Đây là chậu. Chậu này gồm 3 mét. Chậu này gồm 3 mét. Chùm hoa này. Đấy, quay nó phải quay, phải có tâm như thế này này. Đã chưa? Đấy, đây là giống nhà mình nha. Giống nhà mình nha, mọi người thấy giống nhà mình chưa ạ? Đấy, bạch tuyết này. Anh em thả tim bình luận nha. Anh em thả tim bình luận nha. Cho một lời bình luận nha. Còn đây là cây này. Đây bạch tuyết mọi người để ý nha. Cái này nó gãy rồi này. Cái này nó gãy rồi mà nó vẫn ki, nó vẫn lên này. Đấy, ki nó vẫn lên này. Đấy, gãy rồi mà ki vẫn lên, ngọn vẫn đang phi này. Đây, cái thân này gãy rồi này. Thân này gãy rồi mà nó vẫn răng ra nụ này mọi người này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Còn bông hoa của nó này. Úi dồi ôi. Má ơi là má ơi. Anh em thấy đẹp thì ghi đẹp giúp mình nha. Có ki đây, có ki đây, ki đây, ki đây. Ki đây, ki đây. Ki này. Ki này. Đây có 3 ki có hoa, à 3 ki có rễ rồi nhá. 3 ki có rễ rồi nhá. Đây là ki luôn này. Đấy, có ki đây. Ki này không chơi thì chơi cái gì? Anh em không chơi thì chơi cái gì? Đấy, anh em có múc thì cứ vào đi. Có ki, có ki, có ki, có ki đây nhá. Ki đây. Ki đây. Đây, ki này anh em mà giao lưu thì mình cứ 555k một ki. 555k một ki. 3 ki là 1,5 triệu. Ai mua hết 3 ki mình lấy 1,3 triệu thôi. Ai lấy 3 ki này mình lấy 1,3 triệu thôi nhá. Đây là 4 ki. 4 ki 1,6 triệu nhá. 4 ki 1,6 triệu nhá. Ai chốt trên live 4 ki 1,6 triệu nào. Ghép tác phẩm luôn, 5 ki này. 5 ki là 2 triệu nha, 5 ki 2 triệu nha. Đặng Tuấn,
Giá sao bác? 1 kg là 550k, 4 kg là 2 triệu. 4 kg là 2 triệu nha, 4 kg là 2 triệu. Ở đây có 5, à đây 5 kg chứ, 1 2 3 4 5 kg. Ok chưa ạ? 5 kg chia sẻ thế nào? 5 kg 2 triệu, còn 1 kg 500.000 à 550k. Dưới không bán nha. 5 cánh trắng giống Long Khánh. Ừ. Chả biết gì giống Long Khánh. Đấy mọi người thấy không ạ? Đây, quá trời kỳ luôn. Anh em nào chốt nha, anh em nào chốt thì chốt nhanh nha. Cứ chốt nhanh nha. Mình là đang muốn nhân giống một vườn giống luôn đấy. Đây kỳ này. Bạch tuyết nha, bạch tuyết nha. 1 kỳ là 500, 1 kỳ là 550k. Dưới không bán để chơi. Đây. Bán để cho anh em có tiền mua bánh chưng. Đấy mọi người thấy không ạ? Đây là tác phẩm nha. Tác phẩm 4 mét nha. Đây tiếp tục sang chậu này. Chậu này bông rất là ok. Chậu này thì đang chuẩn bị nở này. Đấy, nở gần hết rồi này. Đấy. Ok. Còn đây mọi người quay trở lại 5 cánh trắng Long Khánh 2 nhá. Quá đã luôn. Chào tất cả mọi người. Ok Vương Nguyễn nhá. Vương Nguyễn có bạch tuyết 100k, mình lấy 1 vạn kỳ nhá. Có bạch tuyết 100k lấy 1 vạn kỳ nha đại ca nhá. Đấy mọi người thấy không ạ? Đẳng cấp nó nằm ở chỗ này này. Em nghe anh Nam ơi. Ờ Thành, mấy bữa nay anh nhìn mất máy Thành ơi. Dạ thế ạ. Vâng. Ờ anh nhìn mất máy điện thoại rồi, đâu có liên lạc với anh em đâu, sim sụp các thứ đấy. Bữa nay mới anh đang ở đâu đấy? Ôi em đợi cứ nhận được thông tin gì đâu. Phải có thông tin mới làm việc được. Phải có thông tin mới làm việc được. Dạ sổ giờ cho em xin cái vị trí với lại một số tấm hình luôn anh nhá. Tại vì rồi để anh liên lạc lại. Dạ tại ok hiện tại là anh lại đang về Biên Hòa rồi, cho nên là bữa hôm anh có việc gấp anh đâu có kịp. Dạ vâng ok. Dạ ok anh nào nhá. Dạ. Rồi ok cả nhà nhá. Mọi người lên đây tiếp tục mình sẽ review đây mọi người nhá. Đây từ đầu này này. 1 nhá. 2 nhá. 3 nhá. 4 nhá. 5 nha. 5 nha. 6 nha. Ui giời ơi. 7 nha. Đây, chậu bạch tuyết nái nữa này, 8 này. Chuẩn bị này. 9 này. Đấy. Ui giời ơi. 10 này. Anh em thả tim bình luận nha. Mình rất là hào phóng, anh em thả tim bình luận. Rất là hào phóng, mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Mình sẽ quay cho mọi người xem. Đấy, cho nên anh em phải cực kỳ hào phóng lại và thả tim bình luận cho mình nha. Đây. Vườn rất là sum suê và rất là nhiều rồi. Thả tim bình luận, được thì chia sẻ nha. Xin chào Tuấn Nguyễn, chào Nguyễn Văn Trưởng nha. Chào Nguyễn Nam, tất cả mọi người. Đây. Nhiều quá anh trai, ok em. Đấy, phải treo ra, để ra ngoài đây luôn. Đây, treo ra đây này. Đấy, cả nhà thấy không ạ? Đây, để trên, để dưới nha. Để trên, để dưới, để bờ rào. Chào Tín Đổ nha. Hello Tín Đổ. Tất cả mọi người, xin chào mọi người nha. Đấy, anh em vào đông đông rồi. Vào đông đông, mình sẽ cho mọi người xem tiếp. Anh em nhìn thấy giống con sâu không này? Đó, đấy, lan bờ rào này. Đấy, bờ rào này. Đấy, vườn nó như thế này này.
Công ty trách nhiệm một mình tao chấp hết. Ok, xin chào Ngọc Duy Nguyễn. Hello Ngọc Duy Nguyễn nha. Đây. Đây là một số anh em là đang gửi lan nhà mình này mà chưa lấy về này. Minh Heo này. Đấy. Phê, quá phê luôn. Ok anh em thích xem bạch tuyết nở thì Long Khánh 2 nở thì ok nhá. Gọi đợi chút xíu nhá, chia sẻ lại nhiều nhá. Đây. Đây là những chậu tác phẩm này. Đây là những chậu tác phẩm như thế này này. Không chơi cái này thì chơi cái gì? Đấy cả nhà thấy không ạ? Nụ này là chơi đúng ngày Tết luôn. Chơi đúng nụ ngày Tết luôn. Đấy, cái này là chơi thôi này. Bây giờ là chơi thôi. Ok, anh chào em Hoàng Quân. Hello Hoàng Quân nhá. Xin chào Ngọc Duy Nguyễn, chào Hoàng Quân. Anh em vào xem live chúng ta chào nhau nào. Đấy. Mấy cái này thì chơi Tết là cực kỳ phê luôn. Đấy. Quá trời đã luôn. Biết cái con gì kia. Đấy, ok chưa? Đây một chậu tác phẩm như thế này. Chậu tác phẩm như thế này để chơi. Đấy, có xứng đáng để chơi không? Chơi thôi nhá. Đấy, anh em chơi. Chơi phải như thế này này. Đấy, chậu như thế này này. Đây. Chơi như thế này này. Đấy, tác phẩm này. Đây. Chơi phải như thế này này. Tiếp tục nhá. Tiếp tục ngóng năm cánh trắng tôi yêu nhá. Alo. Đây. Cả nhà thấy phê thì nổ chữ phê giúp mình đây. Đấy, hôm nay mình rất là hào phóng. Hôm nay mình rất là hào phóng để cho mọi người xem những tác phẩm mà mình làm hôm nay. Đấy, để được đến ngày hôm nay thì mất khoảng độ 45 ngày, à quên, mất gần 2 năm trồng. Mất gần 2 năm trồng và nuôi nó lớn lên. Và tốn biết bao nhiêu là tiền của và để lên một bông hoa như thế này. Đúng không ạ? Lên một bông hoa như thế này. Xứng đáng để nhận một nút chia sẻ và bình luận thả tim của mọi người không? Thả tim bình luận. Xin chào Trọng Đại, thả tim bình luận. Chia sẻ đi mọi người ơi. Chia sẻ cho thầy đây nào. Ok cả cha. Chúng ta bỏ qua tất cả về cái mức giá của nó đi, kệ mẹ nó đi nha. Chúng ta kệ bố nó đi, về giá đi, chúng ta ngắm hoa đi cho nó đã. Đấy, những ông không mua thì cũng có hình để ngắm nha. Những ông không có tiền mua thì cũng có hình để mà ngắm. Còn những ông mà có tiền mua rồi mà chưa có hoa thì vào đây mà ngắm. Ngắm xong rồi cho một lượt chia sẻ, một lượt bình luận, một lượt tim để ủng hộ chủ thớt nhá. Đấy, cả nhà thấy không ạ? Tất cả những bông hoa khoe sắc và rất là đẹp. Đấy, ok mọi người, vào thả tim bình luận. Đây, anh em thấy là đấy, chậu này 4m này. Chậu này 4m này. Chậu này 3m8 này. Chậu này 4m này. Đấy, mầm gốc này. Lên như thế này thì mấy chốc trở thành rừng. Đấy, nhưng mà nhiều người không có để chơi nha. Đấy, anh em làm gì có để chơi, nhiều người không có để chơi. Đấy, mấy ai có để chơi. Đấy, nắng này, có nắng lên này. Wow. Anh em ơi, thấy live stream chưa? Anh em thấy live stream chưa? Vào thả tim đấy. Đây.
bông nào bông nấy phải nói là ok. Hoa Phú Thọ đẹp thế thầy, thẳng mày. Đấy, hoa như thế này mà mẹ đi bình luận hoa Phú Thọ làm sao mà lấy được vợ. Cái thằng Đinh Công Thi này chán mày ghê không mày. Hoa như thế này mày kêu hoa Phú Thọ. Đấy, hoa Phú Thọ thì nó đẹp hơn nhưng làm sao mà như thế này được. Hoa Phú Thọ nó đẹp hơn Thi ơi. Hoa Phú Thọ nó đẹp hơn. Hoa này hoa Long Thành, năm cái trắng Long Thành 2, Long Khánh 2. Đấy. Ui giời ơi, nó cái lông này, lông nhiễm này. Quá đã luôn. Quá phê luôn. Đấy, nó nắng nó lên. Nó nắng, có nắng lên nó xem nó mới đã như thế này. Ok, cả nhà hào phóng thì chia sẻ nhá. Hào phóng thì chia sẻ đi nào. Hào phóng thì chia sẻ đi, có cái xem nào. Anh em hào phóng thì cho một nút chia sẻ nào. Ok, cảm ơn Trọng Đại. Chia sẻ nào, chia sẻ nào, chia sẻ cho thầy nào, chia sẻ nào. Chia sẻ cho thầy đi nào. Ok. Bạch Long Thành. Ờ đúng rồi, Bạch Long Thành nhá. Đấy. Bạch Long. Bạch Long Thành, ok. Quá đẹp. Đây. Mày gần đây thì chạy lên mà xem Thi nhá. Đấy, mày thấy xem mày. Đấy, mày xem thầy có những cái tác phẩm như thế này. Quá đỉnh cao. Đây, bông hoa này mới căng này. Bông hoa này căng nhưng mà chưa có nắng này. Nó là một tuyệt tác này. Đấy. Như thế này ít nhất cũng phải bán được 200 nghìn chứ. Đúng không? Thi nhờ. Như thế này ít nhất cũng phải bán được 200 nghìn một chậu như thế này chứ. Em lên em bưng một ki về được không? Được ngay. Nha. Đấy, này đều này, này đều. Đây, bên này cũng đều này. Đấy, bên này nó đang căng này. Đúng giờ trưa luôn. Đấy, mọi người nhìn như thế này phê này. Ui dồi, một rừng. Quá đã. Tác phẩm. Anh em nào mà muốn sưu tầm tác phẩm thì hú hí nha. Đấy. Tầm này thì vẫn còn nguyên một cái niềm đam mê thôi. Đấy. Vẫn còn nguyên một cái niềm đam mê với hoa, với thiên nhiên, với cây cối. Đây, đây là một chậu chuẩn bị cũng bung lụa này. Cho em xem hoa Bảo Duy đi. Đây đây, hoa Bảo Duy nhá. Đi kiếm hoa Bảo Duy cho mày xem này. Hoa Bảo Duy nằm đâu ta? Đây. Cho thằng Thi nó xem hoa Bảo Duy này. Ê, hoa Bảo Duy nhá. Bảo Duy này. Bảo Duy này. Bảo Duy này. Vẫn còn hoa bạn Hồng Tuệ ơi, vẫn còn hoa. Tết hoa này. Vẫn còn hoa luôn. Rất là nhiều hoa, như thế này là Tết ngắm hoa thoải mái. Đây nhá, còn có mấy ngày nữa là tới Tết thôi, nhưng cái đống này là hoa tới Tết luôn. Đam mê mày đỉnh, chính xác. Những bạn nào mà thuộc dạng là đầu cơ lướt sóng thì hầu như bây giờ là đứt bóng quân thù hết rồi. Đấy. Còn mà siêu tầm vì đam mê thì nó vẫn còn nguyên nhá. Siêu tầm và đam mê thì vẫn còn nguyên. Đấy. Còn chạy theo tiếng gọi của đồng tiền thì tiền mất thì tình cũng không còn. Đúng không ạ? Tiền mất thì tình cũng chả còn đâu. Cái này thì đúng chơi Tết luôn. Đúng Tết để chơi nhá mọi người nhá. Đấy. Đây mình có một cái chậu hồng nguyên thủy này. Lấy cho mọi người xuống. Cái này chắc cũng đủ chơi Tết.
Hồng Nguyên Thủy này là đúng dịp Tết luôn. Bây giờ mình chỉ khoái kích hoa lên ngắm thôi. Đấy, khoái kích hoa. Có hoa ngắm là sướng rồi. Đấy, còn tiền của mình mà. Tiền của mình thì mình cứ chơi thôi. Đấy. Ảnh hưởng gì đến bố con nhà thằng nào đâu. Úi giời ơi. Đấy. Anh em nào mà muốn sưu tầm một cái chậu Hồng Nguyên Thủy, đúng rồi, đây đây chụp luôn đấy. Bảo Duy đây. Cũng có vài cây từ lừa hết. Đây, đại cát đây. Cho anh em ngắm đại cát này. Đấy. Đã chưa? Phú Thọ. Phú Thọ chơi Tết. Anh em đang dặn tác phẩm để chơi Tết nhưng mà năm nay thì không có. Ok, tiếp tục nha, cho mọi người xem chút xíu nữa mình xuống like nha, cho mọi người review, mọi người xem chút xíu nữa xuống like nha. Anh em muốn xem thì quay lại video nha. Đấy, anh em muốn xem thì quay lại video nha, mình review cho anh em khoảng 5 phút nha. Đây, đây là một chậu bạch tuyết đang phi nha, chưa có hoa này. Đây là một chậu 3m8 bạch tuyết gồm 50 bông. Đây, một đống mầm gốc. Ngọn đang phi. Rồi. Tiếp tục. Đây là chậu một đống mầm gốc 4m. Đây. Của anh em nào gửi tới mà lấy về nhá. Anh em nào gửi tới mà lấy về nhá, để ngắm tàn bông hết rồi tới lấy về là ối rồi ôi luôn. Đây, 4m. Rồi, tiếp tục. Đây thì hơn 1m. Bông này quá đẹp luôn. Này mọi người thấy không? Phải coi sâu vào nó. Rồi đây nữa. Đây. Chậu này nữa. Chậu này nữa. Ok cả nhà nhá. Rồi. Mọi người chấm like, thả tim bình luận nha. Ai sưu tầm gì thì inbox cho Thành nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.